Trời ơi, gì vậy? Cái gì đây? Đây là cái gì? Chú ơi, chú ý mưa chú ý vào trong nhà rồi à? Tí xét làm sao? Chuẩn bị cắn bố. Ôi xôi, sợ chứ. Sắp xếp. Sắp xếp à? Ở nhà, cho tôi vào ui. Cho tôi vào ui. Ôi xôi, đây rồi. Trong này có cái gì không? Đồ ăn không? Đồ. Ôi, có cả chú cảnh sát ở đây để canh gác nữa à? Đấy đây. Đấy đây, chú cảnh sát đây này. Oh yes. Oh yes. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đồ chơi. Rất nhiều đồ chơi. Rất nhiều đồ ăn. Thế á? Mới đồ cho. Mới đồ cho một ngày mưa bão rất to. Ok. Ở sao tượng của mình như sao? Tượng nó. Đành phải hy sinh nó thôi. Đành phải hy sinh nó. Thôi chúng ta cứ ăn đã để cho đỡ buồn nè. Đây là đồ ăn của em á. Nè. Bất kỳ à.